người mang đai đỏ xin giữ. Cuba đấy, Nguyên Cuba. Vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương, đơn vị Thái Bình xin theo. Chuyên vật. Mời hai vận động viên vào sới. Judo hay vật gì đấy? Cái bộ môn hai vận động viên nghe theo. Mặc quần áo dài là judo. Mặc quần áo dài vật. Chứ còn bình thường. Nguyên hôm nay nhìn có vẻ là nhẹ nhõm hơn các bạn ạ, hơn ở Cuba. Hôm ở Cuba có vẻ là đẫy đà hơn tí. Nguyên này hai cầu viên chuẩn bị. Nguyên này nó chỉ các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Sốc nách là nó nhấc lên thôi. Nguyên này chắc cũng phải rơi vào khoảng 85 đến 90 cân các bác ạ. Đang giữ nhất nữ. Nếu mà Uyên nó giữ nhất nữ là quý khách tập phương đang được chứng kiến theo dõi trận đấu đầu tiên của giải nhất nữ. Một số đô kia nếu mà không có đô nào to hơn không đánh được. Phải tầm Anh Thư. Không, nhưng mà Kim Anh nó mà về khả năng là nó cũng chơi ngang ngửa được đấy. Vâng, đang tìm cách chạy ra ngoài. Chạy được không? Ngoài rồi. Vật nữ nhưng mà sở trường là judo các bạn. Còn là thường thứ 3, vận động viên Nguyễn Thu Hà đến từ đơn vị Từ Sơn xin giữ một lèo tường dài để xin mời các vận động viên vào phá lèo tường của vận động viên Thu Hà đến từ đơn vị Từ Sơn Bắc Ninh. Góc này tự nhiên nó lại thấy hơi tối. Nói chung là vật cứ vẻ sân đình như thế này anh ở xem nó mới hấp dẫn. Nó hơi sướng mắt. Ngoài rồi. Anh em mình đi các sới quốc tế thi đấu thì trường này là sẽ bị ngồi xa. Đấy, ngồi xa quá. Một tít ra ngoài. Đấy, ngồi chân cao mà. Vâng, làm gì đây? Một tít thuật. Đây em để bình thường anh ơi. Để zoom lên nó bị vỡ hình anh. Này ok chưa anh? Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay cho cả hai đôi đi ạ. Nào, một bên lửa đấy không đi. Gần một tạ đấy. Nào, một, hai, ba, nhưng mà hơi khó đấy. Bốc được, đúng bốc được. Nào, ừ, thế thì chơi, hãy quay lại. Quay lại luôn, đúng rồi. Rất hay. Và chúng ta phải bật tàu khóc tay lưỡi lại cho cả hai đô. Ok, rồi, ok. Tuy nhỏ thôi nhưng mà máu chiến lắm. Đúng không ạ? Để cái góc rộng này thì mọi người bao quát được cả khán giả, cả máy đình luôn. Vâng. Cả bác chủ luôn. Rồi. Đấy, sức tuyệt vời. Vừa rồi bằng một kỹ thuật đã đánh ngừa toàn bộ cơ thể của vận động viên Dương trên mặt sới và như vậy vận động viên Nguyễn Thị Uyên đơn vị Quốc Oai nhất thắng. Xin mời đơn vị Thái Bình tiếp tục cử người theo. Đúng rồi, dành một tràng pháo tay cho hai đội. Giữa vận động viên Nguyễn Thị Uyên đơn vị Quốc Oai nhất thắng đạp đai đỏ gặp vận động viên Chu Phương Duyên đơn vị Thái Bình mang đai xanh xin theo. Mời hai vận động viên vào thẳng. Hai vận động viên này yêu lên trọng tài xe đài. Nguyên này mà chồng mà vớ vẩn thì nó đè cho phát thì không thở được. Hai vận động viên chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng thông báo theo nguyện vọng của nhân dân yêu cầu chúng ta vận xuyên trường, liên ban tổ chức sẽ
cho các đô thi đấu qua buổi trưa luôn. Và đúng 12:30, ban tổ chức xin phép nghỉ giải lao 30 phút để đảm bảo sức khỏe cho các đô cũng như toàn thể nhân dân. Và đúng 13:00, các trận thi đấu sẽ tiếp tục được diễn ra. Vậy một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin được thông báo đến toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương. Đúng 13:00, các trận thi đấu của buổi chiều ngày nay sẽ được diễn ra. Ở lèo hai chiều của anh Toàn Thắng, Đô Nguyễn Huy An, đơn vị Đại học Thể dục Thể thao nhất thắng Đô Nguyễn Văn Tuyên, đơn vị Bắc Linh xin theo 12 đô chuẩn bị cho cuộc sau cơ vận này. Dạ vâng. Nhớ chia sẻ có một chút thay đổi do thời gian thi đấu của buổi chiều ngày hôm nay. Các cụ có cho mảng vật thi đấu đến 18:00. Tuy nhiên giải vẫn còn rất nhiều. Anh Nguyễn Duy Hưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ sát Tế Xuyên quyết định vật liên tục không bị giải lao. Các trọng tài có thể thay đổi luân phiên nhau ăn cơm một phía sau và điều hành các trận thi đấu xuyên được quê luôn, không bị giải lao. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được thông báo đến toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương. Xuyên chưa luôn các bạn. Chơi, xuyên chưa chơi. Các bác các chú nhá. Cháu cũng quay xuyên trưa để phục vụ các bác các chú. Vâng, đang khống chế được phần vai của đối phương rồi. Nhắc nhở nhất nữ.
không sống rồi. Chú à, hay như nào? Mệt quá. Chưa có một lễ hội nào, chưa có một chương trình nào mà tổ chức xuyên chưa cả, đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi sẽ làm hết mình, cống hiến hết mình cho toàn thể nhân dân, và đặc biệt là các đô cũng cống hiến hết mình, đặc biệt là trọng tài, ban tổ chức. Và chúng tôi phải tăng thêm một phát thanh viên nữa là đô, cũng là đô vừa là trọng tài, đó là anh trọng tài Phan Đình Lê và anh Trung Kiên, hai anh đều hiện nay đang công tác tại trường hợp thể thao Từ Sơn. Giải tiểu đô do đồng nguyên 1978 với Nguyễn Dư Hưởng treo, Lê Đăng Tùng Trung Bầu giữ và Nguyễn Đức Long phải thất theo hai đô chuẩn bị trang phục. Ban tổ chức xin được công bố kết quả. Vừa rồi đô khối đỏ đã đánh ngửa toàn bộ cơ thể của vận động viên khối xanh trên mặt sới. Như vậy đô khối đỏ toàn xin lỗi nhị thắng giải nhất. Xin mời các đơn vị tiếp tục gửi thông tin vào xe. Chu Ngọc Anh đến từ Thái Bình, Ba Giang, mời hai nữ đô vào thảm. Hai nữ đô nghe hiệu lệnh trong tài chấm làm thủ tục xe đài. Xin mời đô Quyết, đô Thoan ngồi lũi xuống chuẩn bị ở giải ba. Kéo đô Định Bắc Giang toàn thắng đầu và ba, xin giữ giải ba. Ở giải nhất đô Cấn Tất Dự nhất thắng, chưa có đô nào vào theo. Xin mời hai nữ đô Nguyễn Thị Oanh, Tế Duyên, Quỳnh Trường, Sở Tài chuẩn bị. Hai nữ đô chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho hai đôi nữ, đó là đôi Hà và đôi Anh ra ngoài sới rồi. Hai đôi vào giữa sới. Trận đấu cuối cùng. Dành một tràng pháo tay cho cả hai đô, hai đô nữ thi đấu rất là nhiệt tình. Ra ngoài rồi, hai đô vào xuống. Phạt ngay. Trận đấu tiếp tục. Giọng MC Đinh Lê phải không anh? Đúng rồi anh ạ, em cũng không biết người làng đâu, nhưng mà có mấy anh phát loa anh ạ. Mấy người được rồi, chúng tôi lại nhận được gia đình anh chị Loan Hưng ủng hộ 500.000 đồng và ông bà Bình Dương cũng ủng hộ 500.000 đồng. Anh chị Tiến Hoa 200.000 đồng. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức tôi xin cảm ơn gia đình ông bà Nam Hưng, ông bà Bình Dương và anh chị Tiến Hoa. Chúc các gia đình ông bà mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Cháu đá tạm bát bún thôi chú Đăng ạ. Thôi tối về ăn bù vậy. Chú Đăng ăn cơm chưa? Chắc chú Đăng ăn cơm rồi đúng không? Thank you.
Dạ, cháu ngồi ra góc này có sáng hơn không ơi, chú Đăng ơi? Vâng rồi. Đường lại bố, khu xanh. Nên là cũng có vẻ phải né đòn các bạn. Nếu mà chờ cơ hội để phản công thôi. Chứ còn nếu mà đô xanh bé con nhỏ con hơn, nếu như mà tấn công không cẩn thận là sẽ bị phản đòn rất là nhanh. À chú đang hai đô rất là xinh đẹp, dáng góc rất là giống nhau, hạng quân ngang nhau và có những liên đánh rất tuyệt vời, trình độ ngang sức ngang tài, không biết đôi nào thắng. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì sẽ thua. Ra ngoài rồi, hai vào bỏ sới, trận đấu tiếp tục. Vâng, tuy nhỏ nhắn nhưng mà rất khỏe đấy ạ, không phải yếu đâu nhá. Câu này mời Đô Thành và Đô Thắng Bồi vào sới. Sau câu vừa mời Đô Thành và Đô Thắng Bồi vào sới. Đó là Đô Trai Làng. Và ban tổ chức đề nghị ở các giải đặc biệt của Đồng Liên 1988 mời Đồng Liên 1988 vào gặp ban tổ chức. Ban tổ chức mời đại diện Đồng Liên 1988 vào ban tổ chức để dàn xếp cái giải có 1988 treo. Nếu không thì không có thời gian để đánh giải đó đâu. Vâng, xin được cảm ơn tay ạ. Lên vào đây, không được chạy, quay lại đánh luôn, không chạy nữa. Ra ngoài rồi. Vâng, nhiều khi các đi chạy thật nhưng mà chạy giả chẳng biết thế nào. Có khi đang chạy quay lại đánh đúng không ạ? Hai đô mệt chưa? Ủa anh kia, đúng rồi, tuyệt vời. Tiếp theo được chào bóng tay cho hai đô. Không biết mệt là gì, đúng không? Lam Hạnh và Hồ Anh sẽ tặng mỗi đô một bông hoa 200.000 đồng. Và anh chị Hồ Anh và Hảo Vân, vâng là hai Lam Hạnh nữa. Bà trình tá là thành viên 400 mỗi đô dù thắng hay thua, chưa nói đến giải. Rất nhiều hoa cho hai đô xinh đẹp này, rất nhiều hoa. Và chúng ta sẽ còn nói sao, có tay thật lớn, thật lớn cho hai đô.
Sau ca này mời hai đô của làng Viên Dương, Đôn Thành và Đôn Thắng, tức là biệt hội Thắng Bồi. Không chuẩn hơn vào ban tổ chức. Hai đội đua chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Về với số phận thôn Tứ Xuyên chúng tôi, các đội thi đấu ngay từ những keo đèo đường đến những keo giải. Hai đội đua đang thi đấu ở đèo đường số 5. Liệu lũ đồ đến từ đô hương của những làn đường Quan Họ có thắng được chị 25 tấn của Thái Bình hay không? Mời hai lão đồ chuẩn bị. Mời đô khoa, đô chiến chuẩn bị cho. Thôi, ra ngoài. Chưa số phận là tổ chức thông chưa, kể cả giải toàn quốc cũng không tổ chức được thông chưa như giải hội làng Tế Xuyên chúng tôi. Ban tổ chức ăn cơm mừng và khu vực số phận, các trọng tài dùng cơm mừng của nhà tài trợ.
Rồi rồi, dừng lại. Chưa đánh trống là vật rồi. Em đang ngồi gần trọng tài nhất đôi số đỏ không bẻ ngón tay đối phương. Không bình luận. Không tay gáy cao như vậy, trận đấu tiếp tục. Nó bình luận nó bị loạn. Xin nhắc hai những đồ là đang thi đấu và thực tập. Anh không phải thi đấu karate. Theo dõi video thì cứ chịu khó nhắn tin nhá. Nhắn tin tương tác với em tí. Hiện nay hội nghị đội tuyển bóng quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ SEA Games thứ 33 và chuẩn bị cho kỳ Olympic tại thủ đô Paris của nước Pháp. Một doanh nghiệp cam kết với chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta sẽ thưởng $1,000,000 cho một tấm huy chương vàng tại kỳ Olympic tại thủ đô Paris của nước Pháp. Thể thao Việt Nam chúng ta đến thời gian đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Việt Nam. Điều đó chứng tỏ tấm huy chương vàng của kỳ Olympic là rất khó khăn. Vâng, ban tổ chức chúng tôi lại nhận được clip nhà ủng hộ nữa, đó là anh chị Hùng Hằng ủng hộ ban tổ chức chúng tôi là 500,000 đồng. Cảm ơn gia đình anh chị Hùng Hằng. Cảm ơn và chúc gia đình hạnh phúc. Vâng, hai đội nữ thi đấu cũng rất quyết liệt, rất năng nổ. Như vậy quá dễ. Vâng, như vậy là liền trừ đến từ quê hương của những làn điệu quan họ mượt mà đầm thắm đã không thắng nổi chị 25 tấn đến từ Thái Bình. Như vậy đứng đầu là Nguyễn Thị Dương quê ở Thái Bình đã toàn thắng đại thường số 5. Lên sới đi. Xin chân thành giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Đức, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Xuyên lên trao đoàn thưởng và một phần thưởng động viên cho nữ đô Nguyễn Thị Thùy Dương và nữ đô Duyên, nữ đô Bay Đỏ thắng cuộc. Và ông Nguyễn Văn Đức rất yêu thích môn vật dân tộc nói riêng và môn vật nói chung. Từ sáng ngày hôm nay, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn có chút thời gian vàng ngọc của mình đến tại lễ hội Bình Xuyên, lễ hội Tế Xuyên của đô Hà Thương đến từ Hòa Bình, Bay Đỏ, gặp nữ đô Thanh Hương đến từ Hà Nội, Đa Xanh. Mời hai nữ đô và dẫn đảm làm thủ tục xe đàn. Hai nữ đô nghe hiệu lệnh cho đại chống làm thủ tục xe đàn. Vâng, hai nữ đô đang làm những nghi lễ xe đài. Xe đài không đơn thuần là những động tác khởi động. Xe đài là thể hiện sự dũng mãnh của mình trước đối phương. Xe đài là đặc trưng, là nét văn hóa của môn vật dân tộc. Hai nữ đô chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị. Trận thi đấu bắt đầu. Vâng, hai nữ đô tỏ ra rất tập trung, rất quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Vâng, nữ đô Hà Phương có được một chân rồi, rất nhanh. Những đô Thanh Lương cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Xin khán giả thưởng cho hai những đô xinh đẹp của chúng ta một tràng pháo tay. Vâng, rồi ra ngoài rồi. Rất tiếc cho những đô Thanh Lương. Kỹ thuật vừa rồi theo giới chuyên môn chúng tôi gọi là kỹ thuật bó chó, nhưng rất may cho những đô Hà Phương là đã thực hiện ở khu vực mép ngoài vòng rôn. Trận đấu tiếp tục. Xin mời đô Nguyễn Tất Lập, đô Hồ Sĩ Linh vào bóng đá chuẩn bị. Đô Hồ Sĩ Hải, xin mời. Thôi thôi, dừng lại. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị 100 anh em cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội được ban tổ chức chúng tôi mời về làm nhiệm vụ an ninh khu vực số vật Quế Xuyên di chuyển vào trong để làm nhiệm vụ. Hiện nay các nữ đô cũng như các nam đô đã thi đấu lắm bây giờ. Vâng, nữ đô Thu Phương đang bị khóa rồi, nhưng nữ đô Thu Phương
là một vận động viên kỳ cựu của nội dung vượt tự do, rất kinh nghiệm. Hôm nay Liên đoàn vật Việt Nam đang phối hợp với tổ chức UNESCO để làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận vật dân tộc Việt Nam là phi vật thể văn hóa của nhân loại. Rồi, ra ngoài. Vật máu như lửa luôn đấy. Máu lửa. Áo luôn. Vâng, lũ đồ Thu Phương đã lóng lên rồi. Trước gặp một đàn em, lũ đồ Thu Phương là vận động viên vật nổi tiếng, sinh ra và lớn lên tại quê hương Hòa Bình. Vâng, rất nhanh. Xin khán giả thưởng cho hai lũ đồ một tràng pháo tay. Vâng, hai lũ đồ nhận được rất nhiều những tình cảm của quý vị khán giả, nhân dân thôn Tứ Xuyên chúng tôi cũng như ban tổ chức chúng tôi. Anh chị Hảo Vân thưởng 200 bàn đồng cho lũ đô nào thắng cờ vật này. Xin thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin thay mặt hai lũ đô, xin trân trọng cảm ơn anh chị Hảo Vân. Xin kính chúc anh chị Hảo Vân cùng toàn thể đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Vâng, như vậy ngoài phần thưởng lèo buồng trị giá 400 bàn đồng, anh chị Hảo Vân thưởng cho lũ đô nào thắng cờ vật này. Các đời húc đầu rồi. Vâng. Ở ca vật hai lũ đô là thường ngày, nếu như lũ đô nào thắng thì anh chị Hảo Vân sẽ tặng một bông hoa trị giá 200.000 đồng cho đô nào thắng. Vậy mời đô thắng sở tận Tứ Xuyên đô Việt trở lại chuẩn bị vào ghế. Trên giới vật đô Tứ Xuyên đang diễn ra ca vật ở lèo thường số 9 giữa hai lũ đô Hà Phương. Hai nước đô đang nhận được rất nhiều những tình cảm, rất nhiều những bó hoa tươi thắm của nhân dân thôn Tứ Xuyên chúng tôi dành tặng. Ủa lên! Xin mời đô Văn Thắng Tứ Xuyên Duy Việt trở lại vào ghế chuẩn bị. Xin mời Đô Lực, Đô Vinh chuẩn bị cho. Đô Quyết, Đô Thoan cũng chuẩn bị cho. Lên không, đổi mũi chân rồi. Vâng, ban tổ chức chúng tôi lại nhận được tình cảm của gia đình ông bà chính phủ ủng hộ tổ trọng tài trị giá 500.000 đồng. Xin thay mặt tổ trọng tài xin trân trọng cảm ơn tình cảm của ông bà chính phủ. Xin kính chúc ông bà chính phủ cùng toàn thể đại gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thôi, mời hai lũ đô xinh đẹp giỏi giang tạm nghỉ ít phút. Mời hai đô địa phương, xin mời các đô phận trên cho Hòa Bình, Thanh Hương, Công Bộ và Hà Nội tiếp tục vào thi đấu hiệp hai. Hai lũ đô chuẩn bị trận đấu. Bắt đầu. 10 ngày trả hết tiền. Đúng nhận nhỉ. Nhiều tiền thật. Việc con cái đi kiếm, cứ đi kiếm, mình đi chơi, cứ đi chơi. Vâng. Mẹ cho nó đi kiếm, mình làm gì về kiếm. Đô là thắng cũng có 300, mà đô là thua cũng có 200. Xin mời đô một, đô Hải chuẩn bị. Đô Hùng, đô Du chuẩn bị không? Vào đi. Mời ra ngoài, xin mời hai nước đô vào giữa thẳng. Hai người đẹp ta chỉ được vào, quay lại là mỗi người. Hai người đẹp.
mới hôm qua giờ phải ngồi lùi chỗ. Đấy, đấy không? Đấy. Hội làng phải ngồi bên đây xem nó mới thích. Vâng, chúng ta cùng một tràng pháo tay trong tay luôn. Vâng, với tinh thần là thương võ, hai lính đồ thì thấy hết sức là nhiệt tình. Vâng, vào quấn, vào miếng quấn nhưng không được. Hai đối phương hình như đều sở trường miếng quấn. Anh chị hưởng ngay, hưởng cho mỗi đô công hoa trị giá 200.000 đồng. Ông bà tư hoa thưởng mỗi đô 100.000 đồng. Vâng, bắt được một chân rồi. Làm gì đây? Vâng, rất khó. Vâng, con Hùng Vinh, Hùng Vinh của Đô Thắng 500.000 đồng. Vâng, đàn thư ký của chúng tôi lẩy máy liên tục để ghi nhận những bông hoa tươi thắm tặng cho hai lứa đôi. Vậy chúng ta sẽ được chào hôm nay cho hai lứa đôi. Dù thắng hay thua, hoa đã tràn ngập trên bàn tổ chức chúng tôi rồi. Ra ngoài rồi. Làng nhà tôi đam mê. Hai đô, đồ sớm. Năm nay chắc chú về đây. Vâng, đúng rồi. Làng nhà tôi. Ban tổ chức chúng tôi xin lĩnh đồ thi oanh bánh dày. Chút nữa sẽ ra để lĩnh bánh dày. Tất cả là cái đồ ăn không ngồi rồi, chúng mình ngồi đây. Còn đi kiếm tiền là chúng nó ở nhà, nó đi kiếm tiền rồi. Không, mình không phải đi kiếm néo đâu mà phải lo. Rồi, rất tiếc cho lĩnh đồ Hà Thương. Vừa rồi lĩnh đồ Hà Thương thi đấu mang tài mang sức để năm nạn người nửa cân với lữ đồ thanh niên, nhưng lữ đồ thanh niên với chiều cao hơn, trẻ hơn đã nhấc nổi hai chân lữ đồ Hà Phương. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Duy Hưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ vật tế xuyên, lên trao phần thưởng cho hai lữ đồ màu xanh toàn thắng. Chán nhỉ, Hà Phương mà thua hơi phí. Hà Phương đánh hay lắm ấy. Nhiều kìa này. Hà Phương đánh ai á? Vâng, anh chị.